chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó là máy thái thịt. Mình xin giới thiệu đây là công nghiệp với công suất là 1.500W. Bây đây là một công tắc. Tại vì các bạn thông cảm là mình đặt để mình hàng mình chạy thử cho khách và mình phải chuyển đi, nên mình không khui ra cả. Các bạn thông cảm, mình xin bật nha. Đây, đây là muốn thắt liệu cũng được, thắt liệu không, 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 bây giờ là con dài này, xong rồi đặt ngang với thắt liệu mà con đây này thì con cứ quay đi thì quay đi quay đi kìa. Đây là hình dài này, hình dài nha, anh ra 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 chưa. Đây là mình sẽ cho được ra sợi xong mà nếu mà muốn đặt liệu thì mình thật mình cho ngang này, đặt chiều ngang này ra thì là ngang là nó ra hạt liệu, là nó ra hạt liệu hả, đặt ngang như là ra hạt liệu đó, ngang như là ra hạt liệu đấy, ra mình ngắm đây này, ra đi được rồi, ra đây này. Ngoài ra mình còn loại này 1 giờ được 500 cân. Ngoài ra còn rất nhiều loại máy khác, cái máy rất nhiều loại máy, nó gọi là màu vịt rồi. Thì các bạn mua hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0934822 com để chúng tôi có gọi điện thoại. Mình muốn cho nó nhiều là được như này. Bạn lại cho ăn nhiều lần lại này. Lấy cái đũa. Cái đũa là